Các bạn đang nghe podcast King Share Space, chia sẻ thông tin tài chính. Nga gồng mình chống lạm phát, lãi suất vọt lên mức 19%. Nga đã tăng lãi suất lên 19% vào tháng 9 năm 2024 nhằm kiềm chế lạm phát sau khi áp lực giá cả leo thang do các biện pháp trừng phạt kinh tế và xung đột Ukraine. Đây là mức lãi suất cao nhất của Nga kể từ tháng 4 năm 2022, và Ngân hàng Trung ương Nga còn cảnh báo có thể tiếp tục tăng thêm lãi suất trong tương lai nếu lạm phát không hạ nhiệt. Về ảnh hưởng đến khối BRICS, động thái này của Nga có thể tạo áp lực lớn lên nền kinh tế chung của khối. Nga là một thành viên quan trọng của BRICS, và việc tăng lãi suất cao như vậy có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm suy yếu sức tiêu thụ và đầu tư nội địa. Điều này có thể gây khó khăn cho các thành viên khác của BRICS, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Hai đối tác thương mại lớn của Nga, vốn đang phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng và các giao dịch thương mại khác. Ngoài ra, việc Nga thắt chặt tiền tệ cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế của BRICS. Sức mạnh của đồng nội tệ Nga bị suy yếu do lạm phát có thể làm giảm hiệu quả của các nỗ lực chuyển đổi giao dịch dầu mỏ sang các đồng tiền khác như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Nhìn chung, chính sách tăng lãi suất này của Nga có thể làm suy yếu các nỗ lực tăng trưởng kinh tế trong khối BRICS và tác động tiêu cực đến mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế của liên minh này trên thế giới.